Hóa ra không phải tự nhiên anh Kiên ra trường lại viral. Yuna Vũ nhận bản thân chính là chất xúc tác giúp Mạch Kiên trở thành long mạch của Đào Thiên Đường. Thế thì Yuna Vũ có nghĩ em là cũng là long mạch của chương trình không? Em thì em không nghĩ như vậy, tại vì trong dàn cast còn có rất nhiều bạn khác cũng rất nổi trội nữa. Nên thực sự là em không nghĩ như vậy. Nhưng nếu mà không có em thì maybe là tính cách của anh Mạnh Kiên cũng sẽ không được bộc lộ theo cái chiều hướng mà đã diễn ra cái như cái tập vừa rồi. Nên anh nghĩ em là một chất xúc tác để cho anh Mạnh Kiên cho anh Mạnh Kiên bùng cháy. Chất xúc tác là anh Mạnh Kiên trở thành long mạch. Cũng thật mà nói là chị bắt đầu quan tâm đến Đạo Thiên Đường sau khi xuất hiện nhân vật anh Mạnh Kiên và Yuna Vũ. Thế thì mọi người cũng nghĩ như chị là sau khi anh Mạnh Kiên đi khỏi chương trình thì chương trình cũng dường như mất sức hút, và đến khi những đoạn cắt tập vừa rồi của em xuất hiện thì tự nhiên mọi người mới quan tâm trở lại với Đạo Thiên Đường. Thì mọi người mới nói là trước đây là 50% là anh Mạnh Kiên gắn, còn bây giờ 50% còn lại là em gắn. Điều đó em nghĩ đúng không? Em thì em không nghĩ là 50% còn lại mà em là em gánh. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà không có em thì có thể show sẽ bớt đi một cái sự phần nào đấy drama.